Sư cho con hỏi nên ứng xử tốt đẹp thế nào với những hành động thiếu trí của người đang có hành nghiệp bất thiện với mình? Như sư nói hồi nãy đó, chúng ta nên suy nghĩ như vậy. Ở đây đó, không có ai là người có lỗi. Chỉ có nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Có đôi khi mình thấy hiện tại á, là mình bị oan, bị ức, mình bị lấn át, mình bị bức hiếp, mình bị này, bị nọ, bị kia. Nhưng mà nếu như so với cái nghiệp quá khứ mà mình đã làm thì nó đáng chứ không có, nó không có oan tí nào hết trơn. Ví dụ như thời nay á, mà mình thì người ta mắng chửi mà chắc gì hồi xưa hồi kiếp trước á, mình không làm cái thứ nó còn tệ hơn nữa. Đấy, cho nên nên suy nghĩ ở đây chỉ có nghiệp và quả của nghiệp chứ không có ai có lỗi hết trơn. Thêm một việc nữa, hãy nhìn mọi người bằng cái tâm từ, giống như họ là, nếu mà với cái người nhỏ hơn mình, hãy nhìn họ như là con của mình. Con của mình nó có hư thì cha mẹ không lý nào bỏ con, và cha mẹ thì giận chứ thương thì thương. Đấy. Còn với cái người lớn hơn á, thì mình nhìn họ như là nhìn cha của mình hoặc là nhìn mẹ của mình, không lý nào mà con cái giận cha mẹ. Tôi có một kinh nghiệm bị oan hồi nhỏ. Cái hồi chắc có lẽ là 6, 7 hay 8 tuổi gì đó. Ở đó thì một hôm tối tôi đang ngủ, đang ngủ ngon thì tự nhiên là bị ăn roi, bị đánh vào mông ấy, bị ăn roi vót một cái, sư giật mình, sư tỉnh dậy thì bố của sư kêu ngủ đi, giờ này thức gì nữa. Hết hồn, mình đang ngủ ngon lành bị ăn roi, ăn roi tưởng gì, quay cho ra là ngủ đi, bây giờ này thức gì nữa. Nhưng mà khi đó sư suy nghĩ như vậy, bố mình mà đâu có ai mà đi giận bố mình chi, thì oan thì oan, thì cũng ngủ thôi. Đấy, thì cái kiểu như vậy đó. Thì khi mà mình xem những cái người mà lớn hơn mình xem họ như là cha của mình, thì có đôi khi buồn thì cũng có thể buồn đấy, nhưng mà không có nên giận. Cha mình thì mình không giận chi, và lúc nào cũng vậy, mình cũng thương. Lúc nào cũng thương. Và hoặc là mình có cái tấm lòng bi mẫn với họ. Đó là gì? Khi mà họ làm các cái ác nghiệp vậy, khi họ làm những cái ác nghiệp như vậy, thì chắc chắn họ không thể tránh khỏi cái quả báo của nó. Họ có thể sẽ phải đi địa ngục. Và nếu như mà họ cần phải bị chuộc tội đó, tức là họ cần phải bị xét xử đó, thì bản thân cái nghiệp nó đã xử họ rồi. Chẳng qua là chưa tới thời điểm thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cho nên hy thương họ, thương là trời, cái kiểu làm như vậy thì cách địa ngục không có xa. Có những khi á, sư thấy những người họ làm sai, sư không có nói, sư thương, sư rất là tiếc. Bởi vì sư biết là mình nói nó không có tác dụng thay đổi vấn đề, thành ra sư không có nói. Sư rất là tiếc, bởi vì những con người này sư thương hết sức, sư thương như là con, thương như cha, thương như mẹ. Mà họ làm kiểu này đó thì họ sẽ có một cái vé đi địa ngục rồi. Thương là thương ở chỗ là mình chưa có đủ đức độ, mình chưa có đủ khả năng để mà mình giúp họ, để mình cảm hóa họ. Không lý nào mình đi mình giận. Thành ra đó, khi mà cư xử với mọi người, nãy giờ quý vị tưởng là sư đang nói ngoài lề, đang nói ngoài chánh kinh, không phải. Sư đang nói ba cái cách để quý vị thực hiện, đó là gì? An trú trong tâm xả, nghĩ rằng ở đây chỉ có nghiệp thôi, nghiệp và quả của nghiệp chứ không ai có lỗi hết. Cái thứ hai là an trú trong tâm từ, nghĩ mọi người đó là con của mình, là cha, là mẹ của mình. Cái thứ ba đó là an trú trong tâm bi, có lòng bi mẫn thương tưởng chúng sanh. Họ làm như vậy chắc chắn họ phải chịu cái nghiệp của họ. Đấy, thì đó là cái cách mà mình ứng xử. Thì khi mình ứng xử như vậy đó,
ít nhất thì chúng ta sẽ không có, hoặc là mình tránh tối đa những cái tâm bất thiện khởi lên, ví dụ như tâm sân ha. Khi họ làm những cái điều thiếu trí với mình, họ làm những điều bất thiện với mình sẽ tránh được tối đa cái việc mình sẽ sanh khởi tâm sân với họ đấy. Sẵn đây thì sư cũng nói nó không liên quan tới câu hỏi này, nhưng mà có những việc á mình thấy vậy, mình nghe vậy, tức là mắt thấy tai nghe đó, mà sự thật chưa chắc đã như vậy. Và có đôi khi chúng ta võ đoán nhiều lắm, tức là chúng ta suy đoán, có thể có lẽ là họ nghĩ như vậy, có lẽ là họ muốn như vậy, có thể là họ định như vậy, nhưng thực tế chắc gì họ đã như vậy. Và cho tới khi nào mà chúng ta chưa có hiểu được ngọn nguồn ấy, chưa hiểu được nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện, thì không nên vội kết luận. Chúng ta rất dễ phán xét một vấn đề, chứ chúng ta ít khi nào chúng ta phân tích một vấn đề.